Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 2. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn bài tập hàng ngày Toán 2 tập 1 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều nhé. Chúng ta đến với bài tập hàng ngày 51. Em vui học toán. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1, số liền trước của 90 là. Thì chúng ta có thể dựa vào bảng số thì số liền trước của 90 là số 89. Hoặc là để tìm số liên trước, ta sẽ lấy số đã cho là chúng ta trừ đi một đơn vị nhé. Ta lấy 90 trừ đi 1 thì ta cũng ra được là 89. Đáp án A các bạn. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 2. Kết quả của phép tính 28 cộng 35 là bao nhiêu? Thì bây giờ mình sẽ đi đặt tính. Sau khi đặt tính thẳng hàng thì chúng ta sẽ cộng với lại số đơn vị trước. 8 cộng 5 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 2 cộng 3 bằng 5 thêm 1 bằng 6, viết 6. Kết quả là 63. Như vậy là đáp án A. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 3. Hình vẽ bên có 3 điểm thẳng hàng là, chúng ta sẽ thấy ngay đó là 3 điểm, đó là D, E, C, đúng không? Hoặc là C, E, D cũng là 1 cả. Chúng ta khoanh vào đáp án C nhé. Tiếp đến là câu trắc nghiệm 4. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả nhỏ nhất là. Bây giờ mình sẽ đi đặt tính, sau đó so sánh các kết quả đó với nhau. Phép tính đầu tiên đó là 11 cộng 29. Sau khi đặt tính thẳng hàng, mình cộng với lại số đơn vị trước. 1 cộng 9 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 1 cộng 2 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4. Kết quả ta là 40. Tiếp tính tiếp theo nào. 62 trừ 27. 2 không trừ được 7 thì ta lấy 12 trừ đi 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 6 trừ 3 bằng 3, viết 3. Kết quả ta được là 35. Tiếp đến là 100 trừ 83. Các em nhớ được tính thẳng hàng, sau đó mình trừ với số đơn vị trước. 0 không trừ được 3, ta lấy 10 trừ đi 3 bằng 7, viết 7 nhớ 1. 8 thêm 1 bằng 9, ta lấy 10 trừ 9 bằng 1, viết 1. Kết quả ta được là 17. Tiếp tính cuối cùng đó là 15 cộng với 16. 5 cộng 6 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 1 cộng 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3, viết 3. Kết quả ta được là bằng 31. Ở đây kết quả nhỏ nhất thì ta thấy ngay số 17 này là số trục là nhỏ nhất rồi. Đều là các số có 2 chữ số thì mình sẽ so sánh số trục trước em ạ. Số trục là 1 là bé nhất rồi. Như vậy, ta bán C nhé. Tiếp theo chúng ta đến với câu trắc nghiệm 5. Con dê cân nặng 46 kg. Con gấu nặng hơn con dê 39 kg. Vậy, cân nặng của con gấu là bao nhiêu kg? Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ đi biểu diễn bằng sơ đồ đoạn thẳng các em ạ. Bây giờ con dê cân nặng 46 kg, chúng ta sẽ biểu diễn bằng một đoạn thẳng này, tượng trưng cho 46 kg. Rồi sau đó mình sẽ dùng thước mình gióng thẳng điểm đầu này. Con gấu nặng hơn, tức là đoạn thẳng dài hơn nhé, hỏi chấm kg. Thế bây giờ chúng ta dùng thước ta gióng thẳng điểm cuối của con dê xuống thì mình sẽ nhìn ra được là con gấu nặng hơn con dê chính là cái đoạn này, ứng với lại 39 kg. Như vậy để tìm ra cân nặng của con gấu, ta sẽ lấy cái đoạn ứng với 46 kg này. Hai đoạn này bằng nhau đúng không? Đều là 46 kg. Chúng mình cộng thêm 39 kg này ở đây. Mình đặt tính. 6 cộng 9 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 4 cộng 3 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8. Kết quả là bằng 85 và đơn vị là kg. Như vậy là chúng ta sẽ đi khoanh vào đáp án D. Mình đã xong phần trắc nghiệm rồi. Tiếp theo chúng ta chuyển sang hai lớn các em nhé. Hai lớn phần tự luận, bài 1 đặt tính rồi tính. Các em nhớ là phải đặt tính thẳng hàng, sau đó mình cộng hoặc là trừ với lại số đơn vị trước nhé. 4 cộng 9 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 5 thêm 1 bằng 6, viết 6, ta được kết quả là 63. Tiếp theo, 47 cộng với lại 18. 7 cộng 8 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 4 cộng 1 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6, ta được kết quả là 65. Tiếp tính tiếp theo, 60 trừ đi 35. 0 không trừ được 5, ta lấy 10 trừ 5 bằng 5, viết 5 nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4, 6 trừ 4 bằng 2, viết 2. Kết quả ta được là 25. Tiếp đến là 42 trừ 36. 2 không trừ được 6, ta lấy 12 trừ đi 6 bằng 6, viết 6 nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0, hết. Kết quả mình là 6 các em ạ. Tiếp theo là 91 trừ 58. 1 không trừ được 8, ta lấy 11 trừ 8 bằng 3, viết 3 nhớ 1. 5 thêm 1 bằng 6, 9 trừ 6 bằng 3, viết 3. Kết quả của mình được là 33. Vậy là chúng ta đã xong bài 1 rồi. Tiếp theo bài 2, đề bài yêu cầu mình là tính. Ở trong bài số 2 này, khi chúng ta thực hiện phép tính thì chúng ta cứ làm từ trái sang phải thôi các em ạ. Phép tính 83 trừ 28 trừ 46 là chúng ta sẽ cùng thực hiện nhé. Mình sẽ đi đặt tính là 83 trừ 28 trước. 3 không trừ được 8 thì ta lấy 13 trừ 8 bằng 5, viết 5 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 8 trừ 3 bằng 5, viết 5, ta được là 55 này.
Vậy 55 trừ 46 mình lại đặt tính. 5 không trừ được 6, ta lấy 15 trừ 6 bằng 9 với 9 nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5, 5 trừ 5 bằng 0 hết. Như vậy kết quả ta được là 9 nhé. Ta sẽ điền vào đây. Thầy cho chúng ta đến với phép tính tiếp theo. 68 cộng 12 trừ 43. Bây giờ mình cũng thực hiện từ trái sang phải thôi. 68 cộng 12 mình đặt tính đã. 8 cộng 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 6 cộng 1 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8. Ta được 80 này, sau đó mình lấy 80 trừ đi 43. 0 không trừ được 3, ta lấy 10 trừ 3 bằng 7, viết 7 nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5, 8 trừ 5 bằng 3, viết 3. Ta được kết quả cuối cùng là bằng 37 nhé. Phép tính tiếp theo. 52 trừ 38 cộng 26. Bây giờ mình cũng làm từ trái sang phải thôi. Mình sẽ đặt tính là 52 trừ 38 nè. 2 không trừ được 8, ta lấy 12 trừ 8 bằng 4, viết 4 nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4, 5 trừ 4 bằng 1, viết 1. Ta được kết quả là 14 này. Bây giờ mình lại lấy 14 cộng với 26 này. 4 cộng 6 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 1 cộng 2 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4. Kết quả cuối cùng ta được là bằng 40 nhé. Ta sẽ điền vào đây là 40. Mình đã xong bài 2. Tiếp theo là bài 3. Điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc dấu bằng. Bây giờ thầy trò mình sẽ đi thực hiện các phép tính, sau đó so sánh kết quả với nhau. 35 trừ 17 nè. 5 không trừ được 7 thì ta lấy 15 trừ 7 bằng 8, viết 8 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 3 trừ 2 bằng 1, viết 1. Kết quả là 18 này. 18 so sánh với 20 thì đều là số có 2 chữ số, mình sẽ so sánh số chục. Số chục là 1, bé hơn số chục là 2, như vậy số 18 bé hơn. Tức là phép tính 35 trừ 17 sẽ bé hơn nhé. Tiếp đến nào. 19 cộng 26. 9 cộng 6 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 1 cộng 2 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4. Ta được kết quả là 45 này. Tiếp đến là 100 trừ 62. 0 không trừ được 2, ta lấy 10 trừ 2 bằng 8, viết 8 nhớ 1. 6 thêm 1 bằng 7, 10 trừ 7 bằng 3, viết 3. Ta được kết quả là bằng 38. So sánh hai kết quả này thì số chục là 4 lớn hơn số chục là 3. Ta điền dấu lớn hơn nhé các em. Đấy, khi so sánh số có 2 chữ số thì mình sẽ so sánh số chục trước các bạn. Tiếp theo. 56 trừ 19. 6 không trừ được 9, ta lấy 16 trừ 9 bằng 7, viết 7 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3, viết 3. Kết quả là 37 này. Tiếp đến. 18 cộng 19. 8 cộng 9 bằng 17, viết 7 nhớ 1. 1 cộng 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3, viết 3. Ta được kết quả là 37. Ta thấy hai kết quả này bằng nhau, ta điền dấu bằng nhé. Như vậy mình đã xong bài 3. Tiếp theo thầy trò chúng ta đến với bài tự luận 4. Điền số thích hợp. Hình vẽ bên thì có bao nhiêu đoạn thẳng và bao nhiêu hình tứ giác. Trước hết chúng ta sẽ đi đếm đoạn thẳng nhé. Thì chúng ta có thể đi đánh số luôn. Ta cùng đếm nào. 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chúng mình có 9 đoạn thẳng đơn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi ghép lại này. 2 đoạn thẳng 1 và 2 ta được đoạn thẳng thứ 10. Đoạn thẳng 3 với 4 ta ghép lại được đoạn thẳng thứ 11. Như vậy chúng ta có 11 đoạn thẳng. Tiếp theo là bao nhiêu hình tứ giác nè. Bây giờ chúng ta đã đi đánh số 1, 2, 3, 4 rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi đánh thứ tự hình đơn theo kiểu là ABCD nhé. Mình có hình A này, hình B này, hình C và hình D. Đấy, thầy ghi bằng bút màu đỏ nhé, cho dễ nhìn. Nếu như các em đã không đánh số ở phần đoạn thẳng thì mình có thể đánh số vào các hình này cho nó quen thuộc. Ở đây thầy đã đánh số vào đoạn thẳng rồi thì thầy sẽ đi ký hiệu hình bằng ABCD. Hoặc em có thể phân biệt bằng màu. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi liệt kê. Với các hình đơn chúng ta không có hình đơn nào là hình tứ giác cả. Bây giờ với hình ghép. Hình ghép bởi hai hình đơn nào, chúng ta có hình A với hình C nhé. Các em nhìn kỹ chưa? A với C này, ta được một hình tứ giác này. Hơi lạ đúng không? A với C rồi ghép lại với nhau này. Đó. Tiếp theo mình có C với D ghép lại với nhau, ta sẽ được một hình tứ giác nữa này. Và mình lại có hình C với B nữa, ta được một hình tứ giác này. Đấy là với hai hình đơn. Bây giờ với ba hình đơn chúng ta có hình A, B, C này ghép lại, ta được một hình tứ giác. Và mình có gì? À, mình có hình B, C, D, ta ghép lại được một hình tứ giác. Tiếp đến là bốn hình đơn, ta có A, B, C, D ghép lại được một hình tứ giác lớn ở đây. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng mình có tất cả là 6 hình tứ giác các em ạ. Vậy là mình đã xong bài 4 rồi. Tiếp theo chúng ta đến với bài tự luận 5, điền số thích hợp. Chúng ta quan sát bức tranh thứ nhất, chúng ta thấy rằng là cái vạch kim màu đỏ đang ở chính giữa, tức là đĩa cân bên trái sẽ nặng bằng đĩa cân bên phải. Đĩa
Thế cái bên trái mình cộng tất cả lại thì ta sẽ được là 24 kg. 24 kg chúng ta sẽ hiểu rằng nó sẽ bằng với lại cân nặng của cái quả cân 5 kg cộng với cân nặng của chú chó là hỏi chấm kg mình chưa biết, đúng không các em? Như vậy làm thế nào để tìm ra cân nặng của chú chó? Ta sẽ lấy tất cả là 24 kg, chúng ta trừ đi 5 kg này là xong thôi. Mình đặt tính 24 trừ đi 5, 4 không trừ được 5, ta lấy 14 trừ 5 bằng 9, viết 9 nhớ 1. 2 trừ 1 bằng 1 viết 1, kết quả là 19. Ta sẽ điền vào đây là 19 kg là xong. Vậy chú chó cân nặng là 19 kg. Tiếp theo chúng ta xem này, vẫn là chú chó này. Bạn nhỏ với chú chó thì tổng cân nặng là 45 kg, cái vạch kim đang chỉ số 45 tức là 45 kg nhé. Như vậy chúng ta lại tóm tắt, đó là tất cả là 45 kg này. Thì chú chó đã nặng 19 kg rồi. Thì bạn nhỏ là bao nhiêu kg chúng ta cũng đang cần tìm. Vậy chúng ta sẽ lấy tất cả là 45 kg trừ đi 19 kg của chú chó thì mình sẽ ra cân nặng của bạn nhỏ nhé. Mình đặt tính 45 trừ 19 nào. 5 không trừ được 9, ta lấy 15 trừ 9 bằng 6, viết 6 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 4 trừ 2 bằng 2, viết 2. Ta được là 26 đơn vị là kg. Vậy bạn nhỏ này sẽ cân nặng là 26 kg. Chúng mình đã xong bài số 5 rồi. Tiếp theo là bài số 6. Đề bài như sau. Mẹ rót 11 lít mật ong vào một chiếc can loại 20 lít thì chiếc can đó đầy. Hỏi lúc đầu trong chiếc can đó có bao nhiêu lít mật ong? Bây giờ để giải bài số 6 chúng mình sẽ tư duy như sau. Bây giờ lúc đầu là trong can có bao nhiêu lít mật ong mình chưa biết này, cộng thêm 11 lít mật ong được rót thêm vào các em ạ thì sẽ bằng là 20 lít. Các em đã hiểu chưa? Như vậy để tìm ra số lít mật ong ở trong can lúc đầu thì mình sẽ lấy đó là tất cả là 20 lít này, chúng mình trừ đi 11 lít mật ong được rót thêm các em ạ. 0 không trừ được 1, ta lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết 9 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0 hết, ta được kết quả là 9 lít nhé. Như vậy lúc đầu trong can sẽ có 9 lít các em ạ. Mình sẽ viết lời văn. Lúc đầu trong chiếc can đó có số lít mật ong là, phép tính chúng ta là tất cả là 20 lít này, trừ đi 11 lít được rót thêm vào thì sẽ bằng là 9 lít là có lúc đầu. Đáp số là 9 lít mật ong. Đáp số 9 lít mật ong các em nhé. Các em thân mến, như vậy vừa rồi chúng ta đã làm xong bài tập hàng ngày 51. Kết thúc cuốn bài tập hàng ngày toán 2 tập 1 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều rồi. Thầy chúc các em học thật tốt nhé. Và thầy hẹn gặp lại các em trong các video học toán tiếp theo.